Vâng, và em cũng lên sóng theo yêu cầu tất cả các bác. Nhiều bác hỏi con này quá, đó là con MQ30S rất là tầm tiền. Đây là một con âm ly đèn đến từ hãng Luckman. Thì Luckman về chất âm của nó thì cực kỳ là ngọt ngào và mát. Các bác chơi những dòng âm ly, những dòng loa lớn như là dòng loa cao cấp Tannoy VK JBL, đặc biệt Luckman đánh với JBL rất là phê nha bác. Các bác mà đang có những cặp 4343 từ Anico L65, L100 hoặc là những dòng loa JB khác, vân vân, hoặc là những dòng loa tăng noi cay, tăng noi đồng trục, vân vân. Đây là con MQ30S, hàng về đẹp gọi là kiến công luôn nha, dây nguồn zin theo máy luôn nha. Giá là 39 triệu 500 bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ em bớt vài trăm nha. Máy rất đẹp nha, đẹp keng luôn nha. Điện 100V. Con này series là 0068, một series rất là đẹp, series cuối là 0068. Đây là nóc máy cực kỳ đẹp. Tại chưa mở nha các bác, chưa mở cái bảo vệ bóng. Tí nữa em khui ra, em mở luôn lấy cái đó ra, rồi em quay các bác cùng xem luôn cái đồ đẹp bên trong luôn nha. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá thì em báo rồi, bao gồm phí ship. Còn chiến khoán đủ thì em bớt vài trăm. Cứ liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên để sở hữu những con đèn Luckman MQ30S. Với thiết kế là cực kỳ sang trọng nha các bác, sang trọng. Các bác trưng bày trong phòng khách gọi là quá đẳng cấp nha. Phía dưới đây là phần logo cũng như là phần những cái driver chỉnh mèo vàng gold, phía trên là mèo xám xanh. Đây các bác. Tại vì nó dòng âm ly đèn, họ phải thiết kế cái rọ để nó thoát hơi nóng lên. Chất đèn khi các bác nghi đèn rồi là rất là feel luôn. Đèn nó thêm một cách cực kỳ là chân thật. Thì MQ30S thì nó sẽ chạy cấu hình là 4 bóng IL34 nha các bác. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong của máy luôn. Em quay nhìn qua cái phần hông này. Hông và nắp thì nó cùng màu với nhau nha. Và đặt hai cái tăng phô xuất âm này, còn cái tăng phô chính này nuôi nguồn điện. Bốn cái bóng này 1 2 3 4 và ba cái tụ nguồn này. Đấy, những cái bóng rè này 12 AU7 này các bác. Đấy. Đây, viên hông nói chung là đẹp. Trên 95% mới, rất là mới, nhưng con này thì khỏi bàn rồi. Con này như em báo rất nhiều quá, về con nào thì các bác sở hữu hết rồi, tiếng nó ngọt đấy. Vâng, và đây là cấu hình bên trong. Đây là bốn bóng IL34 rất là mới nha các bác. Và hai con bóng rè 12 AU7 và con gì 6GC đây các bác. Nói chung bóng là cực mới hết nha các bác. Nhìn cái tăng phô này các bác, logo mới tinh. Với cấu hình 4 bóng IL34. IL34 thì cho chất âm nó cực kỳ ngọt ngào. Ở ba dải bass rất là mềm, phù hợp với các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero với tiết tấu nhẹ nhàng. Thì con MQ30S của Luckman sẽ thể hiện và phục vụ các bác ở mức tối đa nhất. Bác nào muốn sở hữu con đèn này thì alo cho em nha. Về một con duy nhất gọi là rất là đẹp luôn nha. Các bác chơi những dòng tăng noi như là Eden, Tuberi, GR vân vân, sở hữu những em này là ghép vào là hết bài. Vừa nghi vừa trưng bày cực kỳ là sang trọng luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.